Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong thủy may mắn trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm của nhân tướng học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Và trong phần tiếp theo của chương trình tìm hiểu về nhân tướng học ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu với quý anh chị những vị trí bộ phận trên cơ thể phụ nữ được quan niệm là càng to thì vận mệnh con người đó sẽ càng giàu sang phú quý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dựa vào thuật xem tướng của cổ nhân, phụ nữ nào có sở hữu 11 bộ phận này càng to càng xấu thì đó là nét tướng của người giàu sang, vinh hoa phú quý, chồng con được nhờ cậy, cũng được hưởng phúc lây. Thứ nhất, mặt tròn đầy. Theo quan niệm nhân tướng học, những người phụ nữ có nét tướng khuôn mặt tròn trịa, đầy đặn, má căng thì thường có đường tình duyên tốt, tài vận cũng rất thuận lợi. Phần lớn họ đều là người có tính cách rộng rãi, cởi mở, nhiệt tình và dễ chiếm được cảm tình của người khác ngay từ lần đầu tiên gặp. Ngoài ra, má của người phụ nữ còn được ví với tài khố, nơi có cung điển trạch và tài cung là phần tướng quyết định độ giàu sang phú quý. Nên nếu má đầy đặn tất nhiên sẽ có lộc, lại được quý nhân giúp đỡ. Vầng trán rộng. Theo quan niệm nhân tướng học, phụ nữ có tướng này sẽ được sống trong sự giàu sang và rất phù hợp với cuộc sống của gia đình quyền quý, khả năng tốt để ứng phó với những diễn biến trong gia đình, để có thể giữ trong ấm ngoài êm. Bên cạnh đó, những cô nàng sở hữu vầng trán cao và rộng đa phần là những người có tài hoa, thông minh, sắc sảo. Thêm nữa, phụ nữ với vầng trán rộng thường được thừa hưởng nhiều phúc đức và tài vận. Đặc biệt khi bước vào giai đoạn trung niên, họ sẽ là những người có cuộc sống vô cùng viên mãn. Gò má to và tròn đầy. Những cô nàng sở hữu đôi gò má không quá cao nhưng rất tròn và đầy là người nội trợ đảm đang, giúp được chồng trong sự nghiệp và là hậu phương vững chắc cho chồng. Nếu trán và cằm đã tương đối đẹp mà có thêm hai bên gò má cao vừa phải, tròn và nở thì tướng khí vô cùng tốt. Dái tai to. Sở hữu dái tai to là báo hiệu rất tốt cho vận mệnh sung sướng của người phụ nữ. Người phụ nữ có dái tai to và mềm mại sẽ luôn khoan dung độ lượng với mọi người. Đối với chồng con thì hết mực yêu chiều chăm sóc, đó sẽ là người có phúc ấm, có nhân duyên và phúc khí cực tốt. Miệng rộng. Theo quan điểm nhân tướng học, phụ nữ có khuôn miệng rộng là tướng đại phú đại quý, tiền bạc tự tìm đến, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Thậm chí miệng rộng còn là tướng phụ nữ vượng phu ích tử, dễ mang lại may mắn giàu sang cho chồng. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, miệng rộng cũng giống như là cửa nhà kho lớn, tài lộc ào ào đổ về và không có gì ngăn trở được. Phụ nữ có tướng miệng như vậy thường rất giỏi xã giao, có duyên ăn nói, biết nắm bắt thời cơ rất tốt. Cằm nọng. Cằm V-line thon gọn dường như là chuẩn mực mà các cô gái ngày nay luôn hướng đến. Nhưng thực tế, những phụ nữ sở hữu cằm nọng ngắn lại là những người dễ gặp được nhiều may mắn trong cuộc đời. Họ là những người tốt bụng, bao dung và được nhiều người yêu mến. Chính vì vậy mà phụ nữ có cằm nọng thường gặp được nhiều quý nhân, tài vận ùn ùn kéo đến. Cuộc sống về sau an nhàn hưởng thụ, ít phải làm việc nặng nhọc, bờ vai to và tròn đầy. Theo tử vi tướng số thì những phụ nữ sở hữu bờ vai tròn mới tốt vì nó là đặc điểm của những người đại lượng, bao dung, dễ tạo dựng sự nghiệp và thành công. Phụ nữ có bờ vai tròn đầy và đầy đặn thường rất giỏi quán xuyến việc nhà, chăm lo rất tốt cho chồng con. Họ có thể giúp nhà chồng thịnh vượng hơn, sẵn sàng hy sinh để chồng chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Bàn tay to. Theo thuật tướng xem số, những phụ nữ có đôi bàn tay to thường có tấm lòng khoan dung độ lượng, là người nhân hậu hiếm có trên đời. Họ chẳng bao giờ vụ lợi mà luôn rất khiêm nhường, nhờ thế mà đường nhân duyên rất tốt, được quý nhân trợ giúp nhiều trên con đường tài lộc. Có thể nói, đa phần phụ nữ có đôi bàn tay to thường là tướng giàu có, sung túc. Ngoài ra, đôi bàn tay to chẳng những có thể hút tài mà còn có thể tụ tài, tiền bạc kiếm được không phải là chuyện gì quá khó khăn. Họ cũng biết cách quản lý tài chính nên hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu.
phụ nữ có đôi bàn tay to, gọi là nội tướng trong nhà, quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, vun vén chăm lo đời sống tinh thần và kinh tế. Trong nhà không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu nhọc nhằn. Ngón tay to, thô là phụ nữ ai cũng ước ao có được đôi bàn tay nhỏ nhắn thon dài. Tuy vậy, những chị em sở hữu ngón tay to thô kệch cũng đừng tự ti. Những phụ nữ có ngón tay to ngắn thô thường có tính cách mạnh mẽ cương quyết. Trong công việc, họ có trách nhiệm chăm chỉ, là phấn đấu không ngừng vì mục tiêu đã đặt ra. Có thể trong thời gian đầu của sự nghiệp, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, nhưng vẫn kiên trì không hề nản chí và càng quyết tâm. Chính vì thế mà họ đã đạt được những thành công đáng tự hào. Sau độ tuổi trung niên, những người phụ nữ này rất dễ có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Chân to. Phụ nữ có đôi chân to, bàn chân lớn, tính cách thường trầm ổn, sống thực tế, không phù phiếm xa hoa. Họ không thích nịnh bợ người khác để lấy lợi cho mình, quyết đoán trong mọi chuyện và cũng rất hiệp nghĩa hay giúp đỡ mọi người, lại luôn lấy chữ tín làm đầu nên được nhiều người yêu mến tin tưởng, vận quý nhân cũng hưng vượng vô cùng. Tuy giàu sang nhưng họ không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ tính hồn hậu chất phác, hay lam hay làm, cũng thường quý người. Thấy ai khốn khó họ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ, chẳng nói đến những người có ơn với mình, họ lại càng biết ơn mà báo đáp vô cùng hậu hĩnh, sởi lời trời cho, bò bò trời vạt. Sự phóng khoáng mang lại cho họ thêm càng nhiều cơ may tài lộc, tiền bạc đầy nhà. Vòng ba to và đầy đặn. Trong mắt cánh mày râu, phụ nữ mông to thường có sức hấp dẫn giới tính, đặc biệt vì nó tượng trưng cho khả năng làm mẹ hoàn hảo. Nhưng theo quan niệm của người xưa, phụ nữ sở hữu mông to còn là những người tính tình nhân ái, độ lượng, hào phóng, có tài vận tốt, cả đời có phúc, vừa có khả năng kiếm tiền, vừa có khả năng giữ được tiền. Phụ nữ có bồng va lớn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho chồng cả về kinh tế lẫn tinh thần. Thế nên, nếu lấy được vợ có vòng ba đầy đặn thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều phúc khí cho chồng và cả nhà chồng. Và ở phần tiếp theo trong chương trình lần này, phong thủy may mắn sẽ giúp anh chị điểm mặt ra 3 trong 12 con giáp. Khi có những đặc điểm trên, sẽ càng may mắn trong năm 2020, có thể gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Năm Canh Tý là năm tam tai đối với một số con giáp, nhưng cũng là năm mang nhiều may mắn cho các con giáp khác. Trong số 12 con giáp năm nay sẽ có 3 con giáp may mắn khi hốt hết lộc về cho mình. Vậy đó là những con giáp nào? Đứng đầu trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài cát tinh. Thương quan sinh thứ tài mà thái tuế tí và con giáp sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tí và sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển. Các mối quan hệ giữa cá nhân và sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao. Các kế hoạch đề ra cũng được chỉnh chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ quả mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với người tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ hoạnh tài, các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay.
Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng phải họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình, tốt nhất nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều nói sai mà bị hiểu lầm hoặc là bị kẻ tiểu nhân xúc xiểm. Vậy nên hãy luôn mang bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần hóa giải hung tinh trọn đời, luôn được may mắn bình an. Trong năm Phạm Tam Tai 2020, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành, tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Bản mệnh có thể làm việc do sự thiếu quyết đoán, không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Bản mệnh nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt lành, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi kinh nghiệm kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe, mệnh chủ nên tìm cách để cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Làm việc chăm chỉ nhưng cũng cần nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình. Có thế mới tránh được những tác động xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Hàng ngày thì nên dành thời gian tập luyện thể dục thể thao, tăng sức đề kháng. Cũng đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân gia đình. Vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó chính là mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã được nêu ở trong phần 1 thì trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần Thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can Canh Kim, giúp bản mệnh gặp nhiều may mắn. Để được thái tuế tương trợ và gặp may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp tuổi Dần vào năm 2020, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Đặc biệt trong năm Canh Tý này, bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cần phải chủ động tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra, thái tuế là tí thủy là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi hơn trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận. Vậy nên với những người tuổi Dần, cần phải sử dụng pháp khí phong thủy, Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kết quả tài lộc cho người tuổi Dần năm 2020. Trong năm, đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cầu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay chó để tránh những thương tích không đáng có. Theo dõi tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, học hành thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng.
Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không có nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách lần này đó chính là những mệnh chủ tuổi Tỵ. Năm 2020, tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý và Thủy, Tỵ hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ đẩy nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc viên mãn hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh sẽ có kha khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay việc làm thêm tăng thu nhập. Tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại, có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình, bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội, ngoài mặt không phải chịu áp lực gì, nhưng với con giáp này đó lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ dậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh trong năm 2020. Đòi hỏi bản mệnh cần phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít những hung tinh xung sát cho tuổi rắn, chủ yếu gây tai họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra, những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật. Đi trái với vận mệnh và làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền của mà còn có nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cần trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng mà chịu thiệt, nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình sự lạc quan yêu đời, sự tin tưởng vào bản thân mình dù có chuyện gì xảy ra. Con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân, nhưng đôi khi lại thấy chán nản, bất mãn khi mà cố gắng của mình không được thừa nhận mà mắc phải sai lầm đáng tiếc. Để bổ trợ thân mệnh gia chủ, cách tài, nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Trên đây là ba con giáp có tố chất hơn người nên sẽ mau chóng giàu có thịnh vượng. Bạn có nằm trong ba con giáp này hay không? Nếu không thì hãy cùng like, đăng ký kênh để theo dõi các chương trình tiếp theo xem có mặt con giáp của tụi mình hay không nhé. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.